ngành trong tỉnh Bình Dương, tổ chức đi thăm các gia đình có công với cách mạng, vượt qua những rặng dừa khóm trúc, chúng tôi đã đến nhà ông Nguyễn Hữu Đức ở ấp Tân Long. Cô lão bạch đằng thơm bưởi, trong những kỷ niệm khó phai mờ. Nhìn con thơ thiếu hơi ấm mẹ hiền, trong tĩnh lặng ông đã thầm nuối tiếc buổi trùng phùng của ngài độc lập tự do. Vợ hiền và đứa con thơ, hạnh phúc nào hơn vì người xưa dần đời. Con mình được truyền thêm hơi ấm của cha, chỉ ngần ấy thôi mà ông không giữ nổi. Phải giảng đơn tiễn em ra thành để chờ ngày sinh nở, đêm đêm súng chắc trong tay lòng buồn mang mát, hy vọng con trưởng thành đất nước được bình yên. Thế rồi đất nước được bình yên, thống nhất hai miền Nam Bắc yêu thương, như các đồng chí anh em cùng trở về sau năm tháng chiến tranh để hát khúc hoàn ca. Dù niềm vui kia trọn vẹn à, cạnh con thơ cha yếu mẹ già
nhìn con thơ thiếu mẹ vắng cha mà nghe lòng lúng ngóng. Hơn 30 năm mẹ ta qua rồi, khó khăn cũng quen dần. Tôi hỏi ông sao không đi cưới vợ, ông cười hóm hình tôi đi. Bên tách trà hàng huyên ông nói không giận người xưa vì bởi chiến tranh mà. Ông khuyên cao nội tôi học giỏi vô cùng, biết đâu nơi xa xôi nào đó bà nói cũng mừng khi con cháu học chăm ngoan. Khi tôi hỏi ông có ước muốn gì không, ông vui vẻ bảo đồng lương hưu hiện tại, trồng thêm tăng gia sản xuất, bên này cháu còn ông sống đã an nhàn. Giọt lệ lắm dài không thương được, ôi một tấm chân tình cáo cả. Khi cuộc chiến qua rồi ông không đòi hỏi điều chi. 75 tuổi đời, 42 năm tuổi đàn, ông vẫn là gương sáng cho lớp trẻ nói theo. Người xưa của ông ơi, bà có biết ở nơi đây ông vẫn luôn cạnh canh một nỗi niềm. Chiến tranh nào phải gian đơn, có khi đổi cả gia đình em. Chúc người chiến sĩ năm xưa bên đàn con cháu sum vầy sớm